Tiếp nối thành công của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ hai năm 2024 từ ngày 2 đến 6 tháng 7 tại thành phố biển Đà Nẵng. Theo đó, Liên hoan phim Đà Nẵng sẽ diễn ra trong 5 ngày với nhiều sự kiện và hoạt động đặc sắc. Ban tổ chức cho biết, năm nay số lượng và chất lượng phim tham dự liên hoan đều tăng. Các nhà làm phim quốc tế đã gửi đến nhiều phim có chất lượng và đề tài phong phú, trong đó có nhiều tác phẩm của các nhà làm phim trẻ, các tài năng mới của dòng phim độc lập, cũng như tác phẩm của các nhà làm phim tên tuổi đến từ nhiều quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines. Liên hoan phim sẽ hứa hẹn mang tới bữa tiệc điện ảnh Việt Nam và quốc tế đầy màu sắc.